Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão cấp 13 có thể thổi bay nhà cấp 4. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định Noru là cơn bão lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, có thể ảnh hưởng đến miền Trung. Như nhận định, với diễn biến bão di chuyển nhanh với cường độ mạnh đến cấp 13 trên đất liền thì có thể làm sập, thổi bay nhà cấp 4, làm nguy hiểm đến tính mạng người dân. Do đó, địa phương cần khảo sát để tính phương án di chuyển người dân đến nơi an toàn. Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, ngoài ra cơ quan khí tượng cần tham khảo các mô hình dự báo quốc tế để cập nhật đưa ra dự báo về mức độ ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này đến đất liền. Về đề xuất thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị chức năng sớm gửi hồ sơ bao gồm các đề xuất về thành phần, địa điểm đặt trụ sở để Thủ tướng phê duyệt chậm nhất trong trưa nay. Ngoài ra, Phó Thủ tướng quán triệt các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tạm dừng hoặc hoãn một số cuộc họp không thực sự cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó. Trước mắt, lãnh đạo các tỉnh, thành phố liên quan cân nhắc thời gian cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi và thống nhất một khung thời gian cố định để áp dụng. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian cấm biển có thể vào lúc 6 giờ sáng nay. Theo số liệu báo cáo, hiện còn hơn 900 tàu vận tải hàng hóa, 551 phương tiện thủy nội địa ven biển. Do đó, lãnh đạo chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp có các phương án rà soát đưa tàu về, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng về bờ rồi vẫn bị lật thuyền. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trước khi đổ bộ Philippines, bão đạt sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17 và ở cấp siêu bão. Sau khi vào đất liền, bão giảm 1-2 cấp do ma sát với địa hình. Dù vậy, sau khi vào Biển Đông, hình thái này được dự báo mạnh trở lại và mạnh nhất ở thời điểm đi qua vùng biển phía nam của đảo Hoàng Sa. Lúc này, sức gió mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 16. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì sức gió mạnh cấp 13 và có thể ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Ông Thái thông tin và cho biết đây dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trước mắt, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận ra soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 210.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, địa phương trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sẵn sàng phương án sơ tán trên 93.000 hộ với khoảng 369.000 người, tùy theo diễn biến của bão. Cần cấm người dân ra đường khi siêu bão Noru chuẩn bị đổ bộ. Với siêu bão mạnh như Noru, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp khuyến cáo nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng. Tại cuộc họp ứng phó với bão Noru của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chiều ngày 25 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo nhận định ban đầu, đây là cơn bão lớn trong vòng 20 năm qua với cấp độ rủi ro thiên tai trên đất liền ở cấp 4. Với mức độ ảnh hưởng như dự báo, kiến nghị chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để ứng phó với bão, ông Hiệp đề xuất. Chuẩn bị sẵn sàng lương thực trong 7 ngày. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần lên phương án cụ thể sơ tán người dân ứng với kịch bản từng cấp bão, đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nếu bão mạnh cấp 13 trên đất liền, tập trung người dân ở trường học chưa chắc đã an toàn. Vì vậy, các cơ sở cần rà soát kỹ nơi tránh trú đảm bảo trên địa bàn, ông Hiệp khuyến cáo. Bên cạnh việc cấm biển, ông Hiệp đề nghị địa phương xem xét cấm đường ở những khu vực bão đổ bộ, vì những khu vực này khi có mưa lớn, đường quốc lộ, đường sắt gần như bị ngập lụt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng với cơn bão mạnh như Noru, nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng người dân khi gió giật sập các biển quảng cáo, mái tôn. Đồng thời với những cơn bão mạnh đến cấp 13, kinh nghiệm cho thấy chắc chắn sẽ gây chia cắt đường đi, liên lạc. Do vậy, lực lượng tại chỗ cần chủ động sẵn sàng trang bị phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men, tối thiểu đủ dùng cho 7 ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất. Khánh Hòa xả nước 6 hồ chứa để ứng phó bão Noru.
tỉnh Khánh Hòa có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới do bão Noru. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng qua trên địa bàn tỉnh có 6 hồ chứa nước đang tiến hành xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới do bão Noru đang tiến vào Biển Đông. Tỉnh Khánh Hòa hiện có 19 hồ chứa nước lớn với sức chứa trên 248 triệu mét khối, trong đó lượng nước đang có là 171 triệu mét khối. Có 6 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ với mức xả không đáng kể, trong đó hồ Suối Châu, thị xã Ninh Hòa xả 42 mét khối trên giây, hồ Đá Bàn, thị xã Ninh Hòa xả 20 mét khối trên giây. Tại Vạn Ninh, hồ Hoa Sơn, huyện Vạn Ninh xả mức 9 mét khối trên giây, các hồ suối Dầu xả 13,5 mét khối trên giây, hồ Cam Ranh là 17,6 mét khối trên giây và hồ Tà Rục cùng ở huyện Cam Lâm xả 1,2 mét khối trên giây. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang hiện có mực nước 3,67 m, dưới báo động 1 là 4,36 m và sông Dinh Ninh Hòa là 3,97 m, dưới báo động 1 là 0,23 m. Ban đã cùng với các sở ngành địa phương triển khai các phương án sẵn sàng nhân lực, vật lực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, trực ban 24/24 giờ để ứng phó kịp thời với bão Noru. Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, lúc 5 giờ sáng qua có 729 phương tiện và 4.467 ngư dân của Khánh Hòa hoạt động trên biển, trong đó không có phương tiện nào đang ở trong khu vực nguy hiểm. Các phương tiện hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão Noru để có kế hoạch chủ động phòng tránh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng qua, tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Không chỉ tăng cấp rất nhanh, bão Noru cũng di chuyển thần tốc. Trong những giờ qua, bão di chuyển với tốc độ trung bình từ 20 đến 25 km/h. Khi vào Biển Đông, bão còn có thể tăng tốc hơn nữa với tốc độ khoảng 25 đến 30 km/h. Đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ sáng mai, vị trí tâm bão sẽ nằm trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11. Tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng đổ bộ của siêu bão Noru. Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão Noru và trong hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không. Bộ Giao thông Vận tải cũng phát công điện yêu cầu các đơn vị liên quan, ngành giao thông các địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão Noru sắp đổ bộ vào đất liền. Tin từ Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải cho hay, cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan thêm đường đi, thời gian đổ bộ của bão Noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không. Chắc chắn phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão đổ bộ, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết. Dự kiến chiều nay, cơ quan này đã ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá mạnh nhất 20 năm trở lại đây. Bộ Giao thông Vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của Bộ thuộc lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phía Bắc và dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về ứng phó bão Noru. Dự kiến do ảnh hưởng của bão Noru, từ chiều mai đến ngày kia, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to, dông kèm gió giật mạnh. Từ 2 ngày tới đến cuối tháng, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Rủi ro thiên tai cấp 4 gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4 rất lớn. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 lớn. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác an toàn bay, không cho phép máy bay cất hạ cánh khi có tình huống xấu của thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão. Cục Hàng hải được yêu cầu nắm chắc số lượng tàu thuyền đang neo đậu tại cảng, vùng nước và hướng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn, không cấp phép cho tàu rời cảng có hướng hành trình đi vào vùng ảnh hưởng nguy hiểm của bão. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống cảng, bến, con người hoạt động trong phạm vi quản lý, sẵn sàng các phương án về lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. Tổng cục Đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý tuyến đường bộ trong khu vực ảnh hưởng của bão, bố trí nhân lực, phương tiện để chống ngập lụt, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa bão, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nhanh nhất. Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt, Sở Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu sẵn sàng phương án về nhân lực, phương tiện để ứng phó bão và khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt.
Quảng Ngãi, nước sông Trà Khúc dâng cao, 350 hộ dân bị cô lập. Sông Trà Khúc dâng cao đã gây ngập tuyến đường duy nhất nối qua sông và xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, khiến 350 hộ dân bị cô lập. Hôm qua, mưa lớn đã khiến sông Trà Khúc dâng cao, gây ngập tuyến đường duy nhất nối qua sông Trà Khúc để vào 350 hộ dân. Người dân và học sinh xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch và thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi muốn di chuyển phải đi thuyền qua sông. Tuyến đường duy nhất nối ra giữa sông Trà Khúc vào xóm dân cư đã bị ngập. Ủy ban nhân dân xã Tịnh An đã lập biển cấm qua lại. Trong tình huống đó, người dân phải đi tuyến đường công vụ thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng đã sạt lở hơn 10 mét đường. Người dân cũng không thể qua lại tuyến đường công vụ này vì bị sạt lở do nước sông Trà Khúc dâng cao. Ông Bùi Thanh Bình, 45 tuổi, xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An cho biết: "Tôi dẫn con đi học về không có đường qua được nên bây giờ phải ở lại nhà người thân." Một số người không dám về, phải ở lại nhà người quen hoặc bất chấp không mặc áo phao đi thuyền máy qua sông. Nước lũ bắt đầu tràn qua đường vào khoảng 8 giờ sáng qua, chính quyền địa phương đã kéo dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm cấm người dân qua lại. Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh An cho biết, khi nhận được tin báo nước tràn qua con đường vào ốc đảo, thì chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng căng dây, đặt biển cảnh báo. Ông cũng cho lực lượng công an kiểm tra đảm bảo đi lại an toàn. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ứng phó bão Noru, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, số tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển là 718 tàu trên 6.441 lao động các ngư trường. Tất cả các tàu thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hiện neo đậu tại các bến tàu. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.